Tử vi tuổi Tuất 2021, lắm thăng trầm, nhiều suy khí, nhưng chưa phải là tất cả. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, vạn vật thay đổi khó lường, nên bình tĩnh trước mọi sự trong đời mới là cách hành xử của người trí tuệ. Xem tử vi 2021 cho thấy rằng số phận của người tuổi Tuất sẽ ứng với câu nói trên trong năm 2021. Tuy phạm phải hình thái tuế nhưng vẫn gặp được may mắn, cho nên con giáp đừng bi quan do phạm phải thái tuế. Bởi trong cuộc sống, khi gặp chuyện xấu đừng nên bi quan, thống khổ, trái lại, khi gặp chuyện vui cũng đừng mải vui mừng quá đỗi, mất không ưu phiền, được không đắc ý. Cũng giống như trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến hóa vô cùng, sâu xa, không thể lường trước được. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Tuất xảy ra những điều gì? Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của tuổi Tuất trong năm 2021 Tân Sửu, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tổng quan tử vi tuổi Tuất. Không còn được bình ổn như năm trước, sang năm 2021, người tuổi Tuất bị tác động bởi cục diện hình thái tuế, lại thêm nhiều hung tinh chiếu, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả ngược xuôi. Xem tử vi tuổi Tuất 2021 thấy rõ, cục diện tương hình mang tới những rắc rối về giấy tờ, thủ tục, kiện cáo pháp luật. Người tuổi Tuất làm ăn khó khăn hơn, công việc gặp nhiều trở ngại, để đạt được kết quả tốt phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. May mắn vẫn có thiên đức và thái âm cát tinh hỗ trợ. Trong gian khó, tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, mưu sự khó mà thành. Tình hình tài chính có nhiều biến động, lúc khởi sắc thì cực vượng, khi vận suy lại cực hung, được khá nhiều và mất cũng rất lớn. Kinh doanh khó khăn, đầu tư nhiều rủi ro, lại có kiếp tài và thương quan mà họa hao tổn tiền bạc tác động, rất dễ mất tiền oan. Cần đề phòng bị trộm cắp, tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn trong năm Tân Sửu, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại căn lành, may mắn, bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Về sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất, về công việc, sự nghiệp năm 2021. Dưới sự chi phối của thái tuế, tinh thần người tuổi Tuất gặp nhiều bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó, công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, chứ đừng nói tới việc thăng quan, tiến chức. Thêm vào đó, làm ăn chân chính, tránh kiểu trộm giật, kẻo vướng họa lao ngục. Năm có quả tứ chiếu mệnh, tuổi Tuất lại có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa ám chỉ bản mệnh sẽ gặp hoàn toàn chuyện bất lợi, bởi có những thời điểm nhận được sự hỗ trợ từ hai cát tinh thiên đức và thái âm, tâm trí thêm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều bạn cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Vì thế các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất rằng khi vận khí vượng cần chủ động nắm thời cơ, bình tĩnh và vững tâm làm việc hăng say. Có như vậy, tuổi Tuất mới có thể lội ngược dòng thành công. Ngoài việc cần chủ động nắm bắt cơ hội, thì các chuyên gia phong thủy còn khuyên tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, sẽ chiêu tài lộc,
chiếu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai, về quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021. Trong năm Tân Sửu, kiếp tài đại diện cho đối thủ cạnh tranh, mâu thuẫn thị phi, thường quan kích, phát tâm lý phản nghịch, ngạo mạn. Hai hung thần này khiến tuổi Tuất dễ rối loạn thần trí, hành động nóng vội rồi phạm sai lầm đáng tiếc. Vì thế, quan lộ vốn đã không rộng mở, nay lại nhiều trông gai. Dẫu rằng cơ hội thăng tiến vẫn có, nhưng không nhiều. Nếu vẫn tham vọng có được vị trí tốt hơn, bản mệnh nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả tâm lý và kỹ năng chuyên môn. Sẽ rất khó khăn vào thời điểm này, hãy cân nhắc để không uổng công, vô ích. Tài lộc, tiền bạc. Tử vi tuổi Tuất năm 2021 so với năm trước có nhiều khác biệt về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của tuổi Tuất có nhiều biến động hơn hẳn. Vận chính lúc thăng, khi trầm, khi được mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Về cơ bản, người làm công ăn lương ít bị tác động bởi cục diện tình hình hơn những người làm tư, bởi nguồn thu nhập chính vẫn không thay đổi. Kinh doanh khó khăn nhất chính là lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí. Đầu tư nhiều rủi ro về bất động sản, chứng khoán hay các khoản vay lãi, lại có kiếp tài và thương quan mang họa hao tổn tiền bạc tác động, rất dễ mất tiền oan. Trong năm cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Tuy nhiên, nếu cẩn trọng suy tính kỹ càng, bản mệnh sẽ được thái âm cát tinh mang tới không ít tài lộc về đất cát, điền sản. Giao dịch ở phương diện này vẫn bỏ túi tiền lời đáng kể. Nên nhớ mọi tình huống cần do mình làm chủ, đầu tư vốn không rủi ro mà chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến bạn gặp rủi ro. Để có thể hóa giải cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Tình duyên, gia đạo. Cục diện hình thái tuế tác động khiến vận trình tình cảm 2021 của tuổi Tuất biến động mạnh hơn so với trước kia. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, hiểu nhầm, hoài nghi khiến gia đạo bất ổn, nghiêm trọng có thể dẫn tới chia ly, đổ vỡ. Người độc thân còn chịu ảnh hưởng của hung tinh quả tú, kích phát những suy nghĩ cô độc, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Trong khi đó, đào hoa lại không vượng, năm mới tình duyên, phần nhiều vẫn lận đận. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Tuất, vận khí bất ổn, chuyện tình cảm lại không đâu vào đâu. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình, tình duyên bất ổn, lắm trở ngại, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ, một mình cô độc. Cho nên, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về sức khỏe, bình thường thể trạng của người tuổi Tuất khá tốt, ít khi đau yếu. Tuy nhiên, sang năm 2021 là một trong năm con giáp phạm thái tuế. Do tác động của hình thái tuế, cuộc sống nhiều biến động và áp lực khiến sức khỏe giảm sút, sẽ đau yếu hơn. Nhất là vào thời điểm giao mùa, cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe đó là suy nghĩ tích cực, không tham công, tiếc việc, nghỉ ngơi khi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu khó chịu. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cần tăng cường tập luyện thể dục, thể thao. Thói quen lười vận động cũng là nguyên nhân chính khiến bạn bị thừa cân, mắc các chứng bệnh về đường huyết, mỡ máu. Năm có hình thái tuế tác động, mệnh chủ cần hết sức lưu ý tới vấn đề đi lại, cần cẩn thận kẻo sẽ bị té ngã và quấy xe cộ, nhẹ cũng gặp họa huyết quang, nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên để hóa giải được tác động của hình thái tuế, người tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa phù hộ bảo vệ bản mệnh suốt năm 2021. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Tuất. Thứ nhất, tử vi tuổi Tuất, sinh năm 1946, ốc thượng thổ. Chịu ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, vận trình nhiều biến động,
muốn ăn ổn cũng khó. Mối quan hệ như anh em họ hàng, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ, con cái không được như ý sẽ dẫn đến xung đột, tranh cãi. Thậm chí có khi còn phải tốn tiền, hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt, thất thoát. Trong năm, bản mệnh cũng rất dễ vạn tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật, kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Thứ hai, tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Bình Địa Mộc. Tuổi Mậu Tuất trong năm 2021 do phạm cục diện, tương hình, thái tuế nên nhân duyên trong năm có phần ảm đạm, dễ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với anh em, bạn bè. Thậm chí có người còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng. Họa tiểu nhân trong năm khá lớn, tốt nhất nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và cách hành xử, tránh rước họa vào thân. Vấn đề sức khỏe cũng không được chủ quan. Thứ ba, tử vi tuổi Tuất sinh năm 1970, Thoa Xuyến Kim. Trong năm 2021, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 chịu tác động của cục diện tương hình nên vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận sẽ bị lôi kéo, lợi dụng, khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong năm khá lớn, chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối, không đáng, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Tình trạng sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, dễ bị thương tổn thân thể. Thứ tư, tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, Đại Hải Thủy. Bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có khá nhiều biến động. Phương diện công việc có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu theo hướng bạn không mong muốn. Cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ vạn tiểu nhân, họa thị phi đang rình rập. Các mối quan hệ cũng không được tốt đẹp, sẽ sinh bất hòa với những người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo, làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. Sức khỏe dù không có nguy cơ nào tiềm ẩn, song có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển. Chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Thứ năm, tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Năm 2021 sẽ là một năm đầy thách thức và cần phải nỗ lực với nhiều đối tượng. Do vấp phải cục diện tương hình thái tuế, rất nhiều phương diện của cuộc sống, của bản mệnh như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn, cãi vã trong năm xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập, chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận với ý đồ xấu. Vấn đề sức khỏe trong năm Tân Sửu cũng có dấu hiệu suy giảm, phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố. Thứ sáu, tử vi tuổi Bình Tuất sinh năm 2006, Ốc Thượng Thổ. Tuổi Bình Tuất đang ở độ tuổi mới lớn, tâm tính thay đổi bất định, có tư tưởng phản nghịch, cái tôi cao, muốn chứng minh bản thân nên có những điểm làm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, thầy cô cũng dễ dàng xảy ra xung đột cho tính cách bướng, cực đoan và nhạy cảm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã theo dõi bài phân tích về tử vi 2021 của tuổi Tuất. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!